14 điều răn dạy của Phật. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Hoa bay ngang trời, hoa rơi tay người, hương sắc nơi trần gian. Nguyện một lòng như